Nhân dịp sếp đi vắng, mình đá trộm một tí có sao đâu nhỉ? Đấy, rượu ngon phải có bạn hiền, chẳng lẽ chú lại để cho anh uống một mình à? Nào, uống. Em mời anh. Ừ. Hết đi, đàn ông con trai không để lòng đen. Anh nhiệt tình quá. Hết, em mời đi. Anh. Hết. Được đấy. Rượu ngon anh nhỉ? Ừ. Làm gì cũng phải có cặp có đôi, đúng không? Một ly nữa. Anh vui tính quá. Em mời anh. Ừ. Ngọt. Nóng hết cổ anh ạ. Em dùng đi. Đòi ăn ngon anh nhỉ? Được. Em có phải chở sếp đi xa không? Có anh ạ. Xa nhất là ở đâu? Xa nhất ở đâu á? Ừ. À, miền Nam này. Ờ. Lào, Campuchia nữa. Thế à? Vâng. Đi xa thế mà lại không đi máy bay nhỉ? Ừ. Đến đấy còn phải vào rừng, vào rú anh. Đi rừng đi rú à? Vâng. Ôi thảo nào. Hôm nay thấy chú lái xe lụa thế, anh kết đấy. Được. Thật ra em đi đường dài nhiều, à, thành quen tay đấy anh ạ. Trước đây nhá, ừ, em chở sếp em phải gọi là đi xuyên Việt luôn. Thế cơ? Đâu cũng đi. Thế à? Nhưng mà đợt này ít đi rồi anh ạ. Thảo nào, lái lụa anh kết. À, anh ấy thì chưa được đi miền Nam bao giờ, cũng thích lắm. Mà ở trong đấy em có nhiều bạn không? Ban đầu ấy không phải là bạn, là người của sếp em. À. Nhưng mà đi nhiều anh, thành ra gặp gỡ nhau, rồi quen nhau, rồi chơi với nhau luôn. Ê, giống như em với anh. Ấy. À? Ừ. Đúng rồi. Trước là sau quen. Em mời anh ạ. Ừ, mời. Bắt đi. Vâng ạ. Anh ấy có bà cô làm trong miền Nam. Vâng. Bà bảo anh là mày cứ vào đây, cô xin việc làm cho mày. Anh thì chưa đi xa bao giờ, và chắc sắp tới là cũng phải đi một chuyến cho biết đây em ạ. Trong đấy chắc đẹp lắm nhỉ. Em hay đi những tỉnh nào? À, Cần Giang. Anh biết. Em đi rồi này. Ờ. Dương Bình. Anh biết không? Dương Bình. Biết biết biết. Nhiều nhiều khu công nghiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Em đi rồi. Ừ. Anh ấy có nghe là trong miền Nam những anh hai Nam Bộ rất là hào sảng. Đúng. Anh thì chỉ nghe thế thôi, không biết là có đúng như thế thật không. Kể cho anh nghe. Rượu vào thì lời ra. Rồi. Anh muốn nghe chuyện đúng không? Ừ. Trước tiên là em mời anh một chén đã. Được không? Nhất trí thôi. Em mời anh. Ừ, mời. Rồi. Có đi thì phải có lại. Ừ. Anh mời em một chén, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện có thật. Được không? Được. Anh. Hết. Hết. Như nào? Những ông anh em quen ấy đều là anh hùng hào hán hết. Thế à? Em kể cho anh nghe một câu chuyện như này. À, cũng vì rượu. Thế à? Cũng vì rượu. Lại vì rượu. Cũng vì rượu phải uống chén nữa thì em sẽ kể tiếp. Được không? Được. Được. Em mời anh. Anh mời chú. Em mời anh. Có một lần em uống rượu say, rồi em xích mích với một ông bàn bên. Ồ thế à? Cãi đi cãi lại. Ừ. Anh biết nó nói gì không? Nó nói gì? Nó bảo rằng ừ, nó muốn xin em ít tiết. Ừ thế à? Láo không? Láo nhỉ. Sau đấy anh biết không? Em gọi ngay cho ông anh em trình bày hoàn cảnh. Sau đấy ông anh em cho người tìm thằng đấy
đánh cho nó một trận. Cụ thế à? Xong lôi nó về tận chỗ em. Ừ. Quỳ xuống xin lỗi em. Ôi 3 tiếng đồng hồ. Chật thế. Giang hồ à? Giang hồ. Giang hồ á? Ừ. Bố của giang hồ. Bố giang hồ. Em cho anh xem ảnh. Ờ. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Ông này chật thế nhỉ? Chật không? Chật chật chật. Ui. Chật thật em ạ. Chật em ạ. Này. Ừ, em bắn đi. Em xin phép nhá. Ừ. Sao anh? Này. Nếu có dịp nhá, anh mà vào miền Nam nhá, chú phải giới thiệu cho anh gặp cái ông này để anh kết nối. Anh thích lắm. Ông anh em ấy ờ. Chết rồi.